chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ấp trứng cút nha các bạn. Thì bây giờ mình đang thấy ở trên YouTube ấy là người ta có rất nhiều bạn là hay quan tâm đến cái vấn đề làm sao để ấp trứng của con ấy. Thì mình thích ấp trứng cút kiểu này nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhá. Thì đầu tiên chúng ta có một cái thùng. Đây. Thùng không cần to như này đâu. Để bố mình làm to đấy. Còn cái này là cái đèn để sưởi ấm trứng để cho nó nở. Thì các bạn có thể mua ở ngoài cửa tiệm hoặc đặt trên mạng cũng được. Thì chúng ta cần có một cái khăn mềm sau khi đã bỏ đi, cần có chấu và những quả trứng cút. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ đổ chấu vào cái đáy. Hơi ít chấu này, tí nữa lấy cút nhưng chúng là mình lấy chút cho khe. Tiếp theo là về cho cút ở đây. Mình cho cút ở đây xong mình lấy chấu để mình đổ xuống đáy nhá các bạn. Chưa ít chấu quá này không được đâu. Ta cái này làm sao bỏ đi đều ra, các bạn nhớ là phải trải đều chấu ra nhé các bạn. Rồi sau đó là lấy cái khăn mềm này các bạn cho gọn. Sau đó các bạn sẽ lấy cái khăn mềm các bạn chải xuống dưới đáy. Đấy, thế là xong. Mình sẽ bị thùng. Sau khi giải khăn cho xong rồi thì chúng ta sẽ cho trứng cút vào này. Các bạn nhớ là phải làm nhẹ nhàng chứ không thì vỡ trứng. Cho nó luôn. Là tổng cộng mình sẽ ấp 12 quả nhá. Sau đấy thì các bạn lấy cái đèn. Đây, các bạn phải lấy giấy ăn này trước. Ít đừng quên phủ lên trên trứng. Rồi, thế xong. Rồi các bạn phải lấy cái đèn nhiệt này đè lên. Đè lên như này. Sau đấy mình sẽ lấy cái dây điện. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó mở rồi các bạn. Đây, đèn nó mở lên rồi nha các bạn. Bạn úp vào. Sau đấy các bạn đóng cái này vào. Thế là xong cái thùng ấp trứng. Thì bây giờ mình chỉ cần chờ thêm một vài ngày nữa để cho trứng nở thôi. Bao giờ trứng nở thì mình sẽ lại làm một video nữa để giới thiệu cho các bạn về các trứng chim cút và cách để chăm sóc. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.